Bệnh nhân ngoài 30 tuổi này được phát hiện ung thư phổi khi không hề bị ho, cũng chẳng đau ngực. Chỉ là trước đó thấy đau cột sống thắt lưng, điều trị không đỡ. Đi khám lại thì được phát hiện có khối tổn thương nghi ngờ di căn xương. Sau khi đã làm hội trần tiêu bản kỹ thì chẩn đoán là một cái ung thư phổi di căn xương, mặc dù là chưa hề có triệu chứng gì về hô hấp cả. Đó là một trong những trường hợp điển hình phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, dù tuổi còn trẻ. Riêng ung thư phổi năm 2020, trên cả nước đã ghi nhận hơn 26.000 ca mắc mới. Và điều đáng lo ngại là có gần 24.000 ca tử vong. Giai đoạn đầu có thể bệnh nhân cũng chưa có triệu chứng gì cả và cũng có thể là có những cái biểu hiện mà nó giống như một cái viêm phổi thông thường. Nên thì thử ra là giai đoạn đầu là khó phát hiện. Chúng ta cũng đi kiểm tra hàng năm thì cái tỷ lệ phát hiện ở cái giai đoạn sớm nó sẽ tăng. Năm 2020, bệnh viện K có hơn 83.000 lượt người bệnh điều trị nội trú, tăng 6% so với năm 2019. Đông nhất vẫn là các khoa điều trị ung thư vú, cổ tử cung, tuyến giáp, ung thư đường tiêu hóa. Hiện mỗi ngày các cơ sở bệnh viện K tiếp nhận trung bình 2.000 người đến khám. Đi khám lần nào cũng đông lắm, phải đi từ sớm mà xếp hàng cứ giờ từ đây ra khít đấy kia. Đông người ung thư thì mình cũng no, nhưng được ngày nào thì biết ngày đấy thôi. Tuy nhiên thực tế, số bệnh nhân ung thư có xu hướng gia tăng còn vì số người đi khám tầm soát, ngay cả khi chưa có triệu chứng gì, tăng lên rõ rệt. Người bệnh đã ý thức hơn về cái khám sàng lọc, phát hiện sớm những tổn thương ung thư, chứ còn không như ngày xưa là khi mà người ta phát hiện ra những triệu chứng và có những vấn đề khó chịu ta mới đi. Từ việc khám tầm soát, nhiều người đã được phát hiện chẩn đoán ung thư sớm, thậm chí phát hiện ngay cả ở giai đoạn tiền ung thư, nhờ đó có thể điều trị hiệu quả, thậm chí khỏi hoàn toàn.